Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thì hôm nay là trang trại Tín Tài đang hoàn thành những cái bình rượu này, là một bình rượu 10,5 lít mọi người nhé. Đây là một cái bình, một trong số những cái bình rượu mà trang trại làm ngâm sẵn để cho các anh, các chị, cô chú bác mà sau này nếu mà ai có nhu cầu ấy thì liên hệ với trang trại. Trang trại sẽ giới thiệu chi tiết cái bình rượu này. Để cho mọi người, nếu như mà chúng ta muốn sử dụng luôn này, không muốn thời gian chờ lâu ngâm, chờ lâu để ngâm hoặc là không có thời gian để làm, thì nếu mà tìm hiểu, tin tưởng trang trại rồi, tin vào cái uy tín của trang trại rồi, thì mọi người có thể tham khảo lấy một cái bình rượu như thế này. Trang trại làm rất là cẩn thận, và những cái bình ngâm như thế này thì trang trại là cắt nhung cắt tươi trong ngày mọi người nhé, và sẽ làm luôn. Và sản phẩm này thì trang trại làm là sẽ đảm bảo đúng với cái tâm của mình và có uy tín tuyệt đối về cái sản phẩm. Tất cả các nguyên liệu thì Tài làm như thế nào, Tài đều công khai hết để cho mọi người được thấy rõ hơn về cái bình ngâm. Nếu như mọi người quan tâm thì hãy liên hệ ở cái Zalo ở trên màn hình trong video ấy, là 0966592159 hoặc là 0903291899. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo nhé. Mọi người cứ add Zalo để trang trại được tư vấn chi tiết hơn. Thì đi vào chủ đề chính mọi người nhé. Thì cái bình rượu này thì Tài giới thiệu luôn, nó là cái bình rượu 10,5 lít này. 10,5 lít. Thì hôm nay nguyên liệu Tài sẽ ngâm là một cặp nhung. Cặp nhung này là 6,8 lạng, đã được Tài làm sạch lông cẩn thận nhé mọi người. Sau đấy là rửa sạch bằng rượu trắng rồi, sẽ kết hợp cùng với 0,5 kg nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân, tức là nửa cân thì nó là 3 củ, 100g kỳ tử và 20 con đông trùng hạ thảo mọi người nhé. 20 con đông trùng hạ thảo. Thì Tài sẽ tiến hành hoàn thành xong cái bình rượu này. Tất cả các nguyên liệu Tài đã làm sạch hết rồi, tức là nhung hiêu thì cũng đã là làm sạch lông này, nhân sâm cũng đã là rửa sạch này. Thì trước khi cho vào bình, Tài sẽ dùng dao nhé, Tài khứa mấy nhát ở bên ngoài như kiểu khứa cá đấy mọi người, để cho quá trình ngâm thì cái bình rượu này nó sẽ lấy chất của nhung được nhanh nhất có thể mọi người nhé. Tài sẽ cho nhung trước này, cho cái nhung trước. Trước khi cho nhung thì Tài sẽ dùng dao, Tài khứa nhánh nào cũng thế, khứa như này thì về lâu về dài thì rượu nó sẽ lấy chất hết của cặp nhung tốt hơn. Cặp nhung rất là chất lượng luôn ạ. Tài đặt sao cho hai cái nhánh nhung nó đẹp một chút thôi. Đấy, sau đấy Tài sẽ cho kỳ tử trước. Một trăm gram kỳ tử. Tiếp theo Tài sẽ cho đông trùng hạ thảo nhé mọi người. 20 con đông trùng hạ thảo nhé. Đông trùng hạ thảo rất là chất lượng luôn mọi người ạ. 20 con đông trùng hạ thảo. Đây. Cuối cùng là 3 củ nhân sâm tươi Hàn Quốc. Đây là nhân sâm tươi Hàn Quốc chuẩn của Hàn Quốc, trang trại trực tiếp nhờ người nhà giao về nhá, sâm chuẩn loại 6 năm tuổi. Đấy, thì Tài cũng sẽ cho vào để hoàn thành cái bình rượu này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đây là nguyên liệu ở trong một cái bình rượu này đã xong. Thì cái bước tiếp theo để hoàn thành thì Tài sẽ rót rượu vào. Thì rượu đây mọi người nhá. Rượu đây là rượu nếp quê chuẩn 45 độ. Trang trại là trực tiếp là có người nhà nấu thì mới dám dùng để ngâm với cái sản phẩm nhung hiêu của trang trại đây. Nếu như rượu mà không rõ nguồn gốc thì trang trại không bao giờ dám ngâm với một cái sản phẩm quý như thế này, để ảnh hưởng cái uy tín của trang trại. Thì Tài sẽ rót rượu luôn vào cái bình mọi người nhé. Bình này là bình không bình này là bình 10,5 lít.
rất là chất lượng luôn ạ. Đây mọi người, Tài sẽ đậy nắp lại cho nhìn cái bình rượu nó đẹp chút. Đây là hoàn thành xong một bình rượu gọi là cực kỳ chất luôn đấy ạ. Đây Tài sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Cái bình này là bình của Hàn Quốc mọi người nhé. Bình của Hàn Quốc, bình 10 lít. Nên là cái chất lượng thủy tinh cực kỳ tốt luôn ạ. Tất cả các nguyên liệu ngâm cùng hay là bình ngâm cùng thì trang trại đều chọn để cho nó có chất lượng xứng đáng với cái sản phẩm nhung hiêu của trang trại. Và cái bình rượu này thì có giá như thế nào thì tiện trong quá trình làm này Tài sẽ công khai giá luôn mọi người nhé. Một cái bình rượu rất là chất lượng như này với một cặp nhung là 6,8 lạng, 0,5 kg nhân sâm tươi Hàn Quốc, 20 con đông trùng hạ thảo và cái bình là 10,5 lít mọi người nhé. Thì một cái bình rượu này thì có giá là 14.800.000. Đây là giá mà trang trại làm là sát với cái giá nguyên liệu mà cộng lại thôi. Và Tài trang trại lưu ý nhé mọi người nhé, bản thân Tài cũng lưu ý với mọi người là trang trại không thường xuyên làm những cái bình rượu như thế này. Thi thoảng trang trại có những cái cặp nhung trong ngày trang trại không báo khách ấy, thì Tài sẽ làm tươi luôn và công khai tất cả các quá trình làm để đảm bảo cái sản phẩm là uy tín nhất. Và khi mọi người mà nếu mà tìm hiểu về trang trại Tín Tài rồi, nếu mà tìm hiểu về nhung hiêu thì cũng gặp Tài rất là nhiều rồi. Cái sản phẩm này nó không phải là một cái sản phẩm bình thường, nó là một cái sản phẩm sức khỏe, giá trị cao và một cái sản phẩm mà có cái chất lượng thật sự. Vì vậy nên nếu như mà trang trại Tín Tài mà không bám sát cái chữ tín, không làm các sản phẩm làm ra không uy tín ấy, thì trang trại cũng sẽ là không tồn tại được. Riêng về những cái bình rượu như này trang trại làm như thế nào thì cam kết với mọi người thì Tài quay lên như này là nếu như mọi người đặt và nhận được là cái sản phẩm nó là nguyên như vậy, không bao giờ có chuyện là trang trại đụng chạm và trang trại cũng không bao giờ làm cái trò đấy cả. Rất là nhiều các anh chị cô chú bác là sợ giống kiểu là khi mà ngâm rượu đúng không ạ, thì cái người mà ngâm ấy sẽ lấy cái chất của cái bình rượu này ra rồi bán cái nước hai cho mọi người. Cái điều này có không ạ? Có, chắc chắn là trên ngoài kia thì sẽ có cái người nọ người kia, nhưng Tài cam kết với cái uy tín của trang trại rằng khi mà cái những cái bình rượu này trang trại làm ấy thì như thế nào, đảm bảo là trang trại báo như thế nào là sẽ đúng nguyên liệu như vậy, không bao giờ có chuyện mà thất đức mà làm những cái việc mà ngoài lề như vậy, những cái việc mà trái với cái lương tâm như vậy. Nên là nếu như mọi người tin tưởng trang trại thì cứ nếu mà quan tâm bình rượu nào thì nhắn tin với trang trại qua Zalo hoặc là gọi điện thoại để trang trại được tư vấn. Thì những cái bình rượu này thì cái bình rượu to như này thì chắc là Tài chỉ vận chuyển ở gần thôi, khu vực Hà Nội hoặc mấy tỉnh lân cận có thể vận chuyển nhanh được. Đấy, còn những cái bình rượu mà từ 8 lít trở xuống ấy thì trang trại mới gửi được qua bên vận chuyển. Đấy, Tài cũng lưu ý như vậy. Và đối với những cái bình rượu như này gửi trong Hà Nội này hoặc là gần trang trại ở Nghệ An ở xung quanh đấy thì trang trại sẽ cho người giao tận nơi rồi thanh toán. Nhưng mà nếu mà gửi đi tỉnh thì Tài vẫn nói trước là vẫn phải yêu cầu cọc ít nhất là 30%, còn số tiền còn lại là khi mọi người nhận rồi sẽ thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Đây là một cái sản phẩm sức khỏe và Tài
cung báo báo giá ở trên video này là cái giá cố định của trang trại luôn. Thì đây là một cái sản phẩm sức khỏe mà mọi người nên đầu tư càng sớm càng tốt. Video của Tài làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video này để nhiều người biết đến cái sản phẩm của trang trại Tín Tài hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của trang trại Hiêu Sao Tín Tài. Đấy, thì trang trại Tín Tài sẽ thường xuyên cập nhật những cái kiến thức về sản phẩm sức khỏe, là sản phẩm nhung hiêu sao và những cái sản phẩm như là cao hiêu và rất nhiều các kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi hiêu sao, thường xuyên cập nhật ở cái trên kênh YouTube Nhung Hiêu Sao Tín Tài của trang trại. Thì mọi người vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và ý nghĩa, có một cái ích lợi gì cho mình, có một cái niềm vui nhỏ thì hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.